Xin chào tất cả các bạn, sau đây là hai phép toán rất là kỳ lạ trong ngôn ngữ lập trình Python. Mình khai báo biến A bằng 0,3, B bằng 0,1 cộng 0,1 cộng 0,1. Nhìn vào thì ai cũng cho rằng A bằng B bằng 0,3. Nhưng thực tế thì hoàn toàn không phải như vậy. Mời các bạn xem kết quả. A bằng 0,3 còn B bằng 0,3, 0,0,0 kết thúc bằng số 4. Như vậy có nghĩa rằng 0,3 khác với 0,1 cộng 0,1 cộng 0,1. Rất là kỳ lạ luôn. Nếu chúng ta sử dụng nó là làm cái biểu thức điều kiện thì bài toán chúng ta sẽ sai. Phép tính thứ hai, A bằng 8,5 trừ 0,5. Chúng ta đều đoán được kết quả của nó là 8,0, đúng không? Và nó đúng như vậy. Thế thì kỳ lạ ở đâu? Thì trong các cái phép tương tự như thế này, có cái phép toán 8,2 trừ 0,2 thì nó bằng 7,999 trừ 0,0 là 8,0. Và mình tại tất cả các trường hợp thì chỉ có trường hợp này là cho ra cái kết quả rất là kỳ lạ thôi. Ví dụ 8,1 trừ 0,1 cũng là 8,0. Hoặc là 8,9 trừ 0,9 cũng bằng 8,0. Nhưng mà chỉ có trường hợp đó thì không phải.